Xin chào các bạn đến với channel The Tiny Talk. Hôm nay mình quay trở lại rồi đây, các bạn thấy thì hôm nay mình set up một cái background màu trắng. Như mọi thứ ở trên bàn nó đều là đây tím liệm tìm sim hết, tất cả mọi thứ nó đều tím liệm tìm sim. Hôm nay mình sẽ review về bộ Shadowscape Tarot. Thì mình sẽ review cái cảm nhận của mình cũng giống như đợt trước về bộ Angel Tarot, thì hôm nay bộ Shadowscape Tarot thì cũng vậy. Cái bộ Shadowscape Tarot này thì mình mua ở LT Tarot Shop. Mình sẽ để link ở dưới phần miêu tả cho các bạn nào muốn biết về LT Tarot Shop. Khi mà các bạn mua bài ở LT Tarot Shop thì nó sẽ tặng cho các bạn, shop sẽ tặng cho các bạn một cái túi như này, một cái túi màu các bạn tự chọn nha. Với lại một cái nến. Cái nến kích cỡ như này. Và một cái lọ đá thủy tinh. Cái lọ gồm những cái viên đá như một vầy, có ghi cái tên đá như thế này lên đây. Shadowscape Tarot. Đối với những tín đồ của Tarot thì không thể nào không biết tới bộ Shadowscape Tarot này. Bộ Shadowscape Tarot này đã nổi tiếng từ rất là lâu rồi. Cái bài các bạn thấy nó, cái bài của Shadowscape này nó rất là đẹp mắt luôn đó các bạn. Bài của Shadowscape là đẹp luôn. Xin lỗi các bạn nha, tại vì bình thường mình sẽ trải bài theo kiểu xuôi ngược á, cho nên là có một số lá bài thì nó bị ngược như thế này. Việc trải bài xuôi ngược thì các bạn có thể quy ước với cái bộ bài nha. Ở video này thì mình sẽ không nói tới cái vụ mà trải bài xuôi ngược đó. Các bạn thấy không, nó rất là đẹp luôn, đẹp quá trời. Thì cái bộ Shadowscape này mình mua là cái lúc đó là đang mình mua trước Noel, nhưng mà cái năm nó là đem bị bão, cho nên là người ta giao shipper người ta không có giao được tới đúng hẹn, và nó bị trễ hẹn, cho nên là cái bộ bài này để lại ấn tượng cho mình là cái lúc mà bị giao trễ. Nhưng mà mình cũng không chắc người ta được là lý do, tại vì do tình hình thời tiết hơi bị xấu. Kỳ cựu người ta review về cái bộ này á, thì hình như là video đó mình coi của chị Lan Vi review về cái bộ này hay sao. Chị Lan Vi thì cũng review rất là nhiều bộ bài. Chị Lan Vi là một cái người rất là am hiểu về Tarot luôn á. Nghe chị nói rất là hay, cho nên là nếu mà có điều kiện thì các bạn cũng nên qua trang của chị Lan Vi nếu mà các bạn muốn biết về nhiều cái bộ bài hơn nữa á nha. Đó, các bạn thấy không? Đến cái bộ bài của mình là mình mua thì mình đã unbox hết rồi, cho nên là không có review cho các bạn cái khúc mà mình mở hộp được. Nói về trải nghiệm của mình đối với bộ bài Shadowscape Tarot này á, thì lúc đó mình có đi trải bài ở một sự kiện Halloween do câu lạc bộ của mình tổ chức. Thì mình lần đầu tiên mà trải bài ở một cái sự kiện. Lúc đó mình nói là mình chỉ nghĩ là trời chết rồi, bữa nay là trải bài mệt nghỉ luôn á. Nhưng mà mệt á thì đúng là có mệt, thì các bạn kiểu như là mình trải bài mình phải nói đúng không? Thì khi mà mình nói ra thì bắt đầu thì cái cổ họng mình nó sẽ bị cái mình sẽ bị khan tiếng trước, cổ họng mình sẽ bị khô và mình sẽ bị khan tiếng. Xong sau đó là nó còn mệt á thì cũng chưa chắc, cũng không hẳn là mệt lắm, nhưng mà
Nếu như mà kinh nghiệm dành cho các bạn mà cãi bài một sự kiện á, là nếu như mà các bạn mà cãi bài thì nhớ đem theo chai nước để uống. Thật sự là khi mà cãi bài một sự kiện, các bạn sẵn đây mình cũng nói luôn, ở trang tarot.vn nó thì có hướng dẫn cho các bạn là để kinh nghiệm cãi bài một sự kiện, mà khi mà các bạn reader có tham gia cãi bài một sự kiện thì các bạn có thể xem cái bài viết đó để có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng mà xui cho mình các bạn ạ, bữa đó là mình không có xem cái bài viết đó trước, xong sau đó là mình trải bài xong rồi mình về mình mới thấy cái bài viết đó ok, rất là ổn luôn. Thì sẵn đây mình nói là cái kinh nghiệm thực tế của mình luôn. Thì nói về cái giá cả thì khi mà các bạn trải bài ở đó, nếu mà tự thân các bạn đặt ra giá cả thì mình chưa biết như thế nào, nhưng mà đối với giá cả thì lúc đó thì đã có quy định chung của câu lạc bộ về cái giá cả đó rồi, có nghĩa là sẽ quảng bá cho mọi người biết là mình mua một cái vé đó thì mình sẽ được một câu hỏi miễn phí, nhớ là một câu hỏi nha các bạn. Và thường thì người người hỏi người ta sẽ đi đi vào thì người ta sẽ không có biết hỏi, người ta không có biết người ta nên hỏi cái gì, cho nên là các bạn hãy ghi một cái tờ note ra để sẵn ở đó, thì người hỏi người ta sẽ cũng vô, người ta sẽ dễ đặt câu hỏi. Tại vì có nhiều người đến cái sự kiện của một cái sự kiện đó thì chủ yếu để là vui chơi thôi, nhưng mà người ta lỡ người ta mua vé vô rồi thì người ta sẽ kiểu như là nhiều người sẽ biết người ta rót thì người ta sẽ có một cái vấn đề này nữa để ta hỏi, còn nhiều người không biết người ta rót thì người ta sẽ đi vô đó kiểu như là người ta cũng hoang mang lắm các bạn, người ta cũng không có biết cái vấn đề gì mà để hỏi đâu, cho nên là người ta sẽ kiểu không không biết hỏi cái gì. Thì lúc đó là những cái tờ giấy ở trên bàn nó sẽ là một cái gợi ý tốt cho người ta hỏi. Cái kinh nghiệm thứ hai nữa là khi mà các bạn trải bài cho nhiều người á, cho rất là nhiều người á, thì dĩ nhiên là cái bộ bài của mình á thì luôn luôn lúc nào thì mình cũng phải muốn giữ cho cái bộ bài mình nó lúc nào nó cũng trong trạng thái là sạch sẽ. Về các bạn nên lau lại cái lá bài, tại vì dĩ nhiên là người ta tới đó người ta vui chơi, tay người ta có thể bóc một số thứ gì đó rồi người ta sẽ đụng vào cái lá bài của các bạn. Thì thường là những người reader thì người ta sẽ không có thích. Có nhiều người thì người ta sẽ có những cái cách bóc bài riêng, có nhiều người thì người ta sẽ cho quy trình bóc, còn có nhiều người thì người ta sẽ tự người ta bóc luôn, người ta sẽ không có cho clearing bóc đâu. Cho nên là nếu như các bạn sợ mà dơ bài á thì á, cách thứ nhất á là các bạn có thể mua siêu, có những cái siêu để bọc những cái lá bài lại cho nó, trong cái quá trình mà các bạn sử dụng á thì nó không có dính những cái, có lỡ dính cái gì thì nó cũng sẽ dính ở ngoài cái siêu đó, nó không có dính trực tiếp lên cái lá bài, sẽ đỡ có bị hư cái bộ bài của các bạn. Nhưng mà theo như mình biết về cái siêu á thì người ta khi mà những cái người mà đã sử dụng cái siêu rồi thì người ta review lên á thì những cái đó nó sẽ rất là khó cho người ta trong cái công đoạn xào bài. Cho nên là các bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng cái siêu nếu mà các bạn muốn cho clearing box trực tiếp. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể tự bóc luôn và không có cần để cho clearing box, có nghĩa là các bạn sẽ clearing hỏi câu hỏi thì các bạn sẽ tự xào bài, các bạn sẽ tự bóc luôn đó. Như vậy thì clearing sẽ không có trực tiếp đụng vào cái lá bài của các bạn. Còn cái cách thứ ba nữa là các bạn khi mà sao clearing box xong thì về nhà các bạn chịu khó lau lại lá bài thôi. Cũng đợt đó thì cũng may mắn cho mình một cái là khi mà xong cái đợt trải bài này đó rồi thì mình không có bị dơ một cái lá nào hết các bạn. Rất là may mắn luôn, là may mắn cho mình trong cái đợt đó. Chứ tuy rằng là đó rất là đông người vô, nhưng một lần á tụi nó có thể rủ bạn bè vô nữa.
nhưng mà nó cũng không có quá đông đâu, tại vì mỗi người thì người ta cũng sẽ có một cái câu hỏi riêng, cho nên là các bạn cần phải có một cái không gian cho người ta để người ta vào đó để người ta hỏi một cái số câu hỏi riêng tư của người ta. Rồi có nghĩa là mọi người thì sẽ mình cũng không có dán cảnh báo ở ngoài là có người không được vô hay gì đó, nhưng mà người ta tự động thấy trong đây có người là người ta sẽ đi ra. Các bạn kiểu như là những cái này là có một số người thì người ta sẽ hỏi những cái người ta muốn là những cái vấn đề riêng tư của người ta không à, cho nên là cũng không có muốn nhiều người nghe được đâu. Cho nên cho dù là rất là đông nhưng mà mỗi lần các bạn giải bài thì chỉ cho có một người thôi. Nhưng mà cái kinh nghiệm thứ ba nữa là sợ nhất là cái lúc mà người ta không có câu hỏi các bạn, cho dù các bạn rất là cố gắng gợi ý rồi nhưng mà người ta không có câu hỏi để hỏi luôn á. Thì các bạn có thể là một số cách giống như là mình sẽ gợi ý cho người ta là mình sẽ nói về cái ngày hôm nay của người ta, hoặc là mình sẽ bóc một cái lá bài để mà mình khuyên người ta nên làm gì vào tháng tới hoặc cái gì đó. Thì các bạn có thể chọn một cái giải pháp, đó là một giải pháp nhanh nhất. Chứ có nhiều người đó, vô vô hỏi mình là đường tình duyên này kia cái nọ thì nó rất là giống như là đi xem bói chỉ tay hay là cái gì luôn đó các bạn. Thật sự là tarot thì để chỉ dùng để cho lời khuyên thôi, chứ mình nào giờ là mình bói tarot là mình để cho lời khuyên thôi, chứ mình không có bói một cái gì, mình không có trải bài, không có xem một cái gì chính xác hết. Cho nên là tùy theo các bạn muốn xem về cái gì, hoặc là các bạn muốn khuyên rình của mình đặt câu hỏi gì thì các bạn sẽ ghi nó ra đó. Hoặc là nếu mà khuyên rình của các bạn không có câu hỏi thì các bạn sẽ gợi ý cho người ta bóc một lá bài hay sao đó, thì tùy các bạn đó. Để mình nhớ ra coi, đó là hầu như là những cái trải nghiệm về cái trải bài tarot cho một sự kiện, nhưng mà sự kiện này là không có lớn lắm, cho nên là lúc đó là nhiệm vụ của mình đó, trong cái tại cả câu lạc bộ mình chỉ có một mình biết xem bài tarot thôi, cho nên là lúc đó là cái nhiệm vụ của mình chỉ là ở đó để mà có một cái gian riêng cho mình ở đó để mình ngồi để mình xem bài tarot thôi. Thì sau khi mà xem xong á, sau cái sự kiện đó thì có nhiều người review lắm các bạn, có nhiều người nói là ôi trời ơi cái tarot này xem thú vị quá, và có nhiều người thì nói là ôi trời ơi nhạt quá. Thì mình cũng khá là buồn cười, tại vì nhiều người, cái những người mà nói là thú vị á là những cái người đó người ta có một cái mục đích hỏi, người ta cần biết một cái vấn đề gì đó thì người ta mới vô đó người ta coi. Còn những cái người mà nó nhạt quá, thật sự là lúc đó là người ta không có biết là hỏi cái gì hết, sau cái người ta vô đó người ta chỉ hỏi đại một câu hỏi, hoặc là người ta hỏi thử thôi các bạn. Không biết sao, nhưng mà không biết là các bạn thì sao, nhưng mà mình thì mình không thích những cái chuyện mà một số người vô thì người ta nói là thử xem là như thế nào. Nhưng mà các bạn biết rồi đó, cái gì mình có, mình nên đặt cái lòng tin vào đó thì mình thì nó sẽ có cái kết quả tốt hơn là mình không có đặt hoàn toàn niềm tin vào đó. Như vậy người nào mà mình hay để ý là người nào mà người ta hỏi một câu hỏi với một cái sự mà người ta thật sự là người ta muốn biết về cái vấn đề đó, người ta rất là muốn, là cần tìm câu trả lời vấn đề đó, thì thường là cái kết quả thì nó sẽ ra là rất là chính xác cho người ta luôn, và người ta rất là hài lòng về cái kết quả đó. Còn những cái người mà kiểu như là vô ổng nói gì nó hoặc là cái gì đó thì thường là người ta không có mục đích rõ ràng, rồi những cái tư tưởng người ta còn lan man á thì người ta sẽ nói là ôi tarot này nhạt quá. Với lại á, cái bên Halloween, bên câu lạc bộ mình tổ chức á, thì cái cách bài trí nó ở ngoài nó đã quá là có không khí Halloween rồi, thì cái ở trong đây á, thì lúc đó là mình cũng không có chuẩn bị gì nhiều, tại vì các bạn thấy rồi đó, mình quay video và cái background mình nó rất là đơn giản các bạn, nó không có màu mè như là những cái người khác, tại vì mình không có đầu tư gì nhiều,
nhiều để cho khi mình thích cái gì thì mình mua cái đó thôi, chứ mình không có định là sẽ show cho ai coi hết. Cho nên là nếu như các bạn có một cái có điều kiện đó, thì khi mà trải bài ở một số sự kiện lớn thì các bạn nên đầu tư một cái thảm trải bài cho nó hoành tráng, hoặc là những cái cho nó ảo diệu, các bạn nhìn vô cho người ta cảm thấy huyền bí, chứ chứ đừng có làm sao cho người ta thấy sợ nha. Có nhiều bạn đó rất là kiểu như các bạn không không biết người ta đó thì các bạn lại nói là trời ơi tao thấy mấy cái bói này tao sợ lắm này kia kia nọ. Thì với những cái người là reader như là tụi mình đó, thì không có không không, không thể mà để mà người ta có khuyên hay là bất cứ một người nào chưa có hiểu biết về tarot mà có một cái suy nghĩ sai lầm về tarot. Nó chỉ là một cái công cụ để mà giúp mình để mà giúp mình có cái hướng đi tốt nhất cho cái cuộc sống của mình thôi. Tại vì á những cái người mà những cái reader mà trải bài tarot á, người ta sẽ không có quyết định được cái cuộc đời mình đâu. Giống như là reader là gì, reader chỉ là một cái người mà đọc ra cái những cái người mà giải bài, có nghĩa là những cái người mà trải bài lúc đó thì cái bài nó nói cái gì thì người ta đọc lên cái lúc đó thôi, chứ người ta không có quyết định được cuộc sống của bạn được. Nhiều khi người ta trải bài như vậy rồi nhưng mà các bạn về nhà các bạn muốn làm gì các bạn làm, có nghĩa là người ta sẽ không có bắt các bạn làm theo cái gì được. Cho nên là cái reader người ta chỉ trải bài, người ta chỉ nói lên cái ý nghĩa của các lá bài thôi. Giống như là những cái con đường nếu mà bạn đi theo hướng này thì nó sẽ dẫn tới cái gì, bạn đi theo hướng kia thì nó sẽ dẫn tới cái gì. Cho nên là nhưng mà muốn đi theo hướng nào thì là tùy vào các bạn lựa chọn. Thì hôm nay thì review về Shadowscape Tarot cũng như là nói về cái trải nghiệm của mình với cái bộ bài Shadowscape Tarot này. Thì hôm nay mình nói cũng hơi nhiều cho nên là mình xin kết thúc video tại đây. Thì nếu mà các bạn thấy còn thắc mắc vấn đề gì hay là có đóng góp ý kiến thì các bạn vui lòng đóng góp ở dưới phần comment giúp mình nha. Nếu như các bạn thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh để mình có động lực làm ra những video tốt hơn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.